Vâng, xin chào tất cả quý vị và chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Giáp lại đi quay cho quý vị và các bạn một cái miếng đất nằm tại xã Ia Lâu của huyện Chư Mờ Rông, tỉnh Gia Lai. Và cái miếng đất này thì có mặt đằng trước là bám theo độ khoảng 220 đến 230 mét cái mặt đường bê tông và cái đường mương này. Và cái miếng đất này tổng diện tích là có độ khoảng 3 ha 3 đến 3 ha 4 là có bìa nó nhá các bạn. Và cái mảnh đất này thì hiện tại bây giờ thì nhà gia đình đang trồng mì. Có một cái con đường đi vào giữa là cái đường mương đấy, có một cái mương nhánh chạy thẳng vào giữa dãy luôn. Cái nguồn nước ở đây thì vô địch thiên hạ các bạn ạ. Các bạn tưới tắm hay các bạn làm cái gì nó không có phải tốn cái tiền nước đâu. Và cái miếng đất này thì hiện tại bây giờ Giáp sẽ quay cho các bạn xem đúng một vòng luôn. Cách trung tâm mua sắm ấy thì chỉ độ khoảng vào 800 mét thôi. Giáp cứ cho hẳn một cây cho nó xa và cái đường đi thì rất là tuyệt vời, không bao giờ từ đường tỉnh lộ và từ ngoài thành phố Pleiku mà đi vào đây là các bạn đi toàn bộ trên cái đường bê tông này hết, là không phải đụng chân xuống đất một tí nào. Và cái miếng đất mình thì đang nằm ở phía bên đây đó, đất hướng ra mặt đường này nó là hướng đông nhá, hướng rất là tuyệt vời luôn. Và bây giờ Giáp sẽ quay cho quý vị và các bạn xem cụ thể chi tiết ở đây như thế nào. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn, đây là một cái con kênh các bạn ạ, một cái con kênh nước mênh mông luôn. Đây là một cái kênh chính đấy, như các bạn thấy là chiều là mấy cái cô gái người Hâm Ông ấy hay ra đây tắm là họ cứ nhảy tùm xuống đây thôi. Nói chung là các bạn mà mua nhà hoặc là mua cái mảnh này các bạn ở đây là tắm hay là các bạn nhảy ra đây các bạn xem các cái nguồn nước này là xem các bạn đi tắm vui lắm các bạn ạ, không cần phải đi đâu cả. Đấy, đất của mình thì bắt đầu từ đây nhá các bạn, từ cái miếng đây thì cái chỗ này nó có một cái chỗ là cái bờ nó hơi cao. Cái bờ này thì từ đây ra đến bên kia là vào độ khoảng 50 mét là bờ nó hơi cao. Tí nữa Giáp sẽ quay cụ thể. Và đây là một cái kênh này. Thì đất của mình bắt đầu từ đây, Giáp sẽ đi lên đây để cho mọi người có thể hình dung là nó như thế nào nhá. Ngay đoạn đầu tiên này thì nó hơi như thế này thôi, nhưng mà bên đây nó sâu thẳng xuống này. Đó, bên đây thì nó có một cái bờ, như các bạn thấy là nguồn nước rất là mạnh. Đây là một cái bờ nhá. Thì đất của mình bắt đầu từ cái đây, hết cái vườn mì này các bạn ạ. Hết cái vườn mì xanh xanh đây. Đó, hết cái vườn mì xanh xanh kéo thẳng xuống dưới. Và mé mặt đằng trước này ấy, thì mình có độ khoảng hơn 200 mét mặt đường. Đó, các bạn đi thẳng. Và khu dân cư thì các bạn nhìn này cả, đường điện này, rồi dân cư thì ở đông đúc ở phía bên kia. Trên đây thì là một cái con đập rất là lớn luôn, một cái con đập mấy nghìn tỷ cơ các bạn ạ, to lắm. Thì đây như các bạn thấy là vườn mì thì ở đây đất là đất cát đen. Và cái chỗ này là cái bờ để người ta đào từ kia lên đây thì nó hơi cao và các bạn có thể làm nhà để khỏi cần phải đổ đất. Và các bạn như thấy là toàn bộ đất thì nằm ở phía bên đây. Giáp sẽ quay sơ cái đất này các bạn xem, đất cực kỳ bằng phẳng luôn. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn là mình đi theo cái dọc bờ kênh này. Đây là đi theo cái dọc bờ kênh này nhá, một cái kênh. Ở bên kia thì nó có một cái kênh nhánh đấy các bạn, là chạy thẳng vào giữa đất luôn. Chạy thẳng vào cái giữa miếng đất này, riêng nguồn nước ở đây ấy thì các bạn khỏi phải nghĩ. Và tí nữa ấy, thì là Giáp sẽ quay cho các bạn một cái miếng nữa là 6 ha, có nhà hẳn hoi, mọi thứ đầy đủ và cũng ngay phía bên kia. Một cái miếng 6 ha này cũng rất là tuyệt vời luôn. Thì nó lại cái miếng 6 ha kia thì nguồn nước cũng thế thôi, như các bạn thấy nguồn nước này. Một cái nguồn nước quá là mạnh, quá kinh khủng luôn. Và đặc biệt là các bạn mà tớ thì tớ không khoái gì, tớ chỉ khoái chiều ra đây nhìn người ta tắm thôi các bạn ạ. Thích lắm đấy. Bạn nào mà mình cũng không phải nhìn người ta tắm thì các ông cũng các bà đều có hết các bạn ạ. Rồi thanh niên trẻ con trai gái là đều có đủ chứ cũng không phải là ai gớm nói thế thôi chứ làm gì có cái chuyện dễ ăn thế các bạn. Đấy, cá thỏ ở kênh, cá thỏ ao luôn. Đây là cái con đường các bạn nhìn, cái kênh mương nó bám cái mặt mương này quá là vip. Bây giờ ra sẽ đi nuôi xuống dưới thì đất của mình là toàn bộ nằm phía bên đây. Như các bạn thấy này. Đó, đất của mình là toàn bộ nằm ở phía bên này hết. Kéo dài xuống tút dưới kia nó là hơn 200 mét mà. Đó, thì bây giờ Giáp sẽ đang đi thế này, đi xuống dưới kia để Giáp quay cho các bạn xem là có một cái mương nhánh nó chạy ở giữa dãy của mình như thế nào. Miếng này nó có 3 bìa nha các bạn. 3 bìa, hiện tại bây giờ bìa thì đang làm phòng tài nguyên, mình chưa đi lấy được bìa. Nhưng mà các bạn mua thì chủ nhà sẽ có trách nhiệm là bìa bọng cho các bạn đầy đủ. Không có sợ thiếu cái gì, các bạn cứ vào gặp gỡ trực tiếp chủ để làm việc. Đó, thì tất cả các cái miếng đất thì ngày hôm nay thì Giáp cũng thưa với tất cả quý vị là tất cả những cái miếng đất mà Giáp đi quay thì hai bên cứ gặp nhau làm việc. Có khi là hôm nay chủ hô giá này nhưng mấy hôm chủ xuống giá cái lại gặp các bạn khác vào quay nên là đôi khi mình cũng bị oan lắm các bạn ạ. Nên là bây giờ là các bạn cứ hai bên cứ gặp nhau làm việc. Đây, toàn bộ bên đây là vừa rồi á, là đất của mình ở đây thì chủ nhà có cho thuê trồng dưa hấu là 12 triệu một tháng. À quên, 12 triệu 3 tháng là 1 hát. Xong bắt đầu là họ thuê trồng dưa xong thì bắt đầu lại cho thuê trồng mì là được 8 triệu nữa. Là tổng chủ nhà có nói là tổng cho thuê 1 năm ở đây là được 20 triệu 1 hát.
Như các bạn thấy là một cái vườn rất là bằng phẳng luôn. Bằng phẳng. Đó. Đây là vườn mì bằng phẳng. Riêng nguồn nước thì mương của mình thì mương bên đây thôi. Nước cứ vào đây thôi. Thích làm nhà ở đây là đằng trước có nước rồi. Bơm ra đằng sau. Cái nguồn nước này nó là đầu. Cách chân đập thì nó cũng tầm được khoảng 1 cây số thôi. Và nó xuống đây đúng là cái nguồn chính. Như các bạn thấy là nó là một cái nguồn kênh chính. Nguồn nước thì nó nhất nước nhì phân tam cần tứ giống các bạn ạ. Không cái gì bằng. Ê, cá bơi lội cả đầu cả dâu lên ngoài kia cả các bạn kìa. Đấy, bây giờ thì Giáp sẽ đi quay thẳng cho các bạn xem. Ở ngay cái phía đây nó có một cái nhánh, gọi là một cái mương nhỏ. Mương nhỏ để họ chạy thẳng vào trong cái giữa rẫy của mình luôn. Thì bây giờ Giáp sẽ quay cho mọi người cùng xem nhé. Đường xá là ô tô, cái loại xe gì các bạn đi được cái tới nơi hết luôn đấy. Đấy, cá bắt đầu nó nhô đầu đây này. Đây, bắt đầu ở đây là có một cái mương nhánh. Thì hiện tại bây giờ như thế này nhé, Giáp sẽ quay cho các bạn xem. Ở đây là một cái nhánh nhỏ này. Họ sẽ cắt thẳng vào đây. Cắt thẳng giữa rẫy của mình. Đây như các bạn thấy một con mương chạy thẳng giữa rẫy của mình luôn. Là nước tạt sang hai bên. Như thế này mà các bạn chỉ cần ủi sơ đi thì là các bạn không bao giờ phải nghĩ ngợi gì về nước. Đó, bây giờ nước là họ sẽ dòng vào đây. Dòng theo cái đường mương này các bạn ạ, chạy thẳng một phát vào trong kia của mình. Bắt đầu Giáp sẽ quay trực tiếp. Bây giờ Giáp sẽ đi vào giữa đất để quay cho các bạn xem là hai bên như thế nào. Đó, đất của mình đây. Chỗ này các bạn làm một cái ao. Xong bắt đầu là cái nước ở đây này các bạn này. Cái nước đây các bạn tháo xuống đây là thành cái ao. Thì cái ao này không bao giờ hết nước và nước rất là sạch các bạn ạ. Nước rất là sạch. Hiện tại bây giờ là đây mình đã có các cái vũng nước này. Đó, như các bạn thấy là ở đây cũng còn các cái vũng nước mà mình tháo trực tiếp từ cái mương này xuống thì không bao giờ hết. Bên đây này, những cái bể nước để chứa để tưới lên toàn bộ đây. Thì Giáp sẽ tiếp tục đi vào bên trong để cho mọi người hình dung là cái đất nó bằng. Và cái chất đất này thì theo như Giáp thì trồng được rất nhiều các loại cây, ví dụ như là cây nhãn, cây vải này. Đó. Rồi xoài mít gì đó là trồng được hết nha các bạn. Đây như các bạn thấy là nó mỗi tội ở đây nó là đất cát. Cái miếng đất đấy các bạn ạ, dù có miếng đất có đẹp đến mấy, nếu mà cái nguồn nước không đảm bảo thì các bạn cũng không làm được cái gì đâu. Nhưng cái đất nó xấu ấy, mình có thể cho phân rồi nó cũng vẫn tốt được. Đây, bắt đầu là đến đây lại làm mương nhánh nha các bạn. Đến đây thì bắt đầu nó lại nhánh ra. Đó. Từ cái mương to thì ở phía trên kia. Đó, Giáp sẽ zoom lại cho mọi người xem mương to là chạy thẳng vào. Giáp vừa đi từ đấy đến đây đúng không? Đến đây thì bắt đầu là theo cái đường mương này vào đây. Thì các bạn lại tiếp tục có một cái nhánh xuyên qua bên kia là gần đầu rẫy luôn, xuyên qua bên kia. Và bên đây lại thông qua bên kia. Đó là một cái mương nhánh, bắt đầu nó thông qua đấy. Và từ đây xuống kia tầm được khoảng 100m thì lại tiếp tục có một cái mương phân ra như thế. Đây như các bạn thấy là chất đất rất là bằng. Nguồn nước ở đây mà các bạn nghĩ là có một cái mương nước như thế này, thủy lợi như thế này. Hiện tại bây giờ thì họ đang đắp nước vì mùa này là mùa gặt. Các bạn nếu các bạn mà muốn làm ruộng thì các bạn tháo nước vào. Đó. Mà các bạn không muốn làm ruộng, các bạn muốn làm rẫy thì các bạn ngắt nước là nó thành rẫy, rẫy trồng mì đây. Trước đây là trồng điều, trước đây là vườn điều. Nhưng mà bây giờ là gia đình là có cắt hết điều đi, là cho thuê dưa mới trồng mì. Đó. Các bạn thấy cái nguồn nước này, trước đây họ xả nước này. Đó, xả nước vào đây. Bây giờ thì là cái hiện tại bây giờ cái mùa này thì họ không xả nữa. Và Giáp sẽ đi đến cuối kia để cho các bạn xem được danh biên. Chỗ này là tổng diện tích là độ khoảng trên 3 ha. Nếu các bạn muốn mua thêm thì sẽ quy mô ra thêm sau. Còn bây giờ thì diện tích đang là như vậy nhé các bạn. Hàng biên, hàng rào, nói chung là đầy đủ hết. Đó. Bây giờ Giáp sẽ đi nuôi vào trong. Thì theo cái con đường này là nó có một con đường thông vào trong kia. Cái hai bên mặt kênh này Giáp nghĩ là từ bên này qua này là khoảng 7 hoặc 8 mét gì đó. Là họ đã được đền bù rồi, là cái con đường đi thẳng vào giữa. Đi thẳng vào giữa thì bắt đầu tiếp tục đến đây là các bạn này thấy có kênh mương này. Đây là có một bắt đầu lại một cái mương nhánh nữa, nó cứ nhánh theo vậy. Toàn bộ khu đây là cứ nhánh theo vậy. Mà cái kênh đập nước bên kia, khu vực mua sắm ăn uống thì cách có 700-800 mét thôi. Quá thuận tiện đi. Đã thấy cái miếng này cũng được các bạn ạ. Nếu mà mua để trồng nhãn trồng vải miếng này thì quá tuyệt vời đi. Và đầu tư cũng có lợi nữa. Cái con đường mương vừa nãy là đường thông. Đây bắt tiếp tục đây lại còn một cái nhánh nữa chạy qua đây. Thì cái nguồn nước họ sẽ thông một phát tận xuống dưới suối dưới kia các bạn ạ. Đi thẳng đường này là xuống tới suối. Toàn bộ đất khu đây. Và tiếp tục là Giáp sẽ qua đến bên kia là quay cho các bạn xem tiếp một miếng nữa là 6 ha luôn. 6 ha một khu luôn. Băng phẳng, mương, máng cũng như thế này luôn. Tuyệt vời. Và 6 cái ha bên kia thì họ cũng đang chào bán với cái giá là 2 tỷ 3. 6 ha có cả một cái nhà. Đấy. Là cũng thấy là ok. Và ở đây thì các bạn ra đến trung tâm, ra cái đường tỉnh lộ thì quá gần đi các bạn ạ, có mấy trăm mét thôi mà. Đất bằng phẳng, tuyệt vời. Chất đất thì đất cát đen đây. Nói huyên thuyên từ nãy giờ thì bây giờ
tập trung vào để quay cho các bạn xem đất này. Đất này là đất đen này các bạn này, đất đen, đất đen và có pha cát, chỗ cát pha đen. Nhưng mà hiện tại bây giờ theo như Giáp cảm nhận bây giờ là từ đây mà các bạn đi ra đến trung tâm thành phố thì vào khoảng hơn 60 cây, mà ra đến sân bay thì khoảng 70 cây. Nhưng mà đặc biệt của cái con đường là không phải đụng chân xuống một tí nào là đất cả, toàn bộ đường nhựa và đường bê tông. Và như các bạn thấy, một cái vườn mì rất là bằng phẳng, rất là đẹp luôn. Và giáp kết ở đây là kết cái nguồn nước các bạn ạ, không cái gì bằng nguồn nước. Chỗ này cho thuê dưa nếu bình quân giáp nghĩ là 12 triệu một ba tháng là nó còn hơi rẻ các bạn ạ, khả năng là còn phải cho thuê đắt đi. Nhưng mà thôi, những người nông dân họ cũng đã rất là vất vả rồi, nên là mình có trợ giúp họ được chút nào thì hay chút đó các bạn ạ. Còn đây là cái mương, cái đường xá, mọi thứ nó quá ngon rồi các bạn ạ. Cái miếng này thì mua đầu tư bỏ đây còn có lời đó, mà mình cho thuê hàng tháng hàng năm mình vẫn có tiền cơ mà các bạn, cũng phải được ít nhất cũng phải, để xem là như vừa rồi giá tính là cũng phải được 60 rồi. Mình thôi, mình không cần lấy nhiều đâu, người ta làm giữ đất cho mình lấy 40 thôi, 40 một năm thôi. Và cái giá này thì có thương lượng một chút đấy các bạn, có thương lượng đấy, giá thương lượng đấy các bạn đó, các bạn cứ thương lượng khoảng bao nhiêu đấy thì các bạn thương lượng và hai bên sẽ gặp nhau trực tiếp đó. Là như vậy thì báo cáo với mọi người là ở đây là như vậy nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào các video lần sau. Bây giờ Giáp sẽ quay cái miếng bên kia, miếng 6H bên kia nữa, gấp đôi miếng này luôn cho các bạn xem để các bạn cân nhắc nhá. Rồi xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ Giáp ngắt cái video này ở đây và Giáp qua đến bên kia, Giáp quay cái video bên kia cho các bạn coi cái miếng 6H bên kia nhá. Xin chào mọi người nhá.